mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh nhỏ bé nhỏ của mình và mình tên là Phú Linh. Ngày hôm nay thì sẽ là một tờ unboxing đồ trên Shopee. Và trời ơi mọi người ạ, ở đây cũng được đấy tổng khoảng 20 đơn hàng ở đây, 20 món đồ ở đây. Và bây giờ thì mình sẽ unboxing cho mọi người nha. Vụ cầm miệng hết ở tay mà. Cụ thể thì những cái món đồ ngày hôm nay thì đều là những cái món đồ với giá tiền siêu học sinh sinh viên. Và mình chắc chắn và mình đảm bảo với mọi người thì đồ nó vô cùng chất lượng. Thật ra thì ở trong mấy video trước ấy thì mọi người cũng nói là mình khá là dễ tính, tại vì mình chấm điểm đồ các thứ nó bị dễ quá, nó không được đạt đến cái mức điểm như vậy. Thì hôm nay thì mình đã, nói chung là trước khi mà mình mua ấy thì mình cũng đã tham khảo, mình đọc comment rồi mình xem ảnh sản phẩm các thứ để cho video ngày hôm nay nó được chất lượng hơn. Nữa là ở trong cuối video ngày hôm nay cũng sẽ có cho mọi người một cái voucher giảm giá 90%, mọi người hãy xem đến cuối video để được nhận voucher giảm giá này nha. Và không để mọi người chờ lâu nữa, chúng ta cùng bắt đầu thu. Thế mọi người ạ, nhìn cái đống quần áo này nó cứ bị xinh ý, nó rất nhiều hoa màu ở đây, từ những màu nâu cho đến màu sáng cho đến màu xanh rồi màu hồng, màu đen, màu trắng, các thứ đều có hết. Những hoa màu ở đây cực kỳ xinh và mình đảm bảo mọi người là đồ ngày hôm nay sẽ không làm mọi người thất vọng đâu nha. Và tiếp thì mình sẽ unboxing cho mọi người một cái em áo len nhưng mà nó có khóa nha. Em nó có giá là rơi vào tầm khoảng 200.000, nhưng mà mình nghĩ là tại vì cũng có voucher giảm giá ấy, thì mình thấy cái giá này cũng khá là phù hợp rồi, nó cũng phù hợp với cả túi tiền học sinh sinh viên rồi. Đây thì nó hoàn toàn là kiểu chất vải cardigan ấy, và nó sẽ có mấy cái dạng lưới lưới ở đây này. Đường kim mũi chỉ của nó được may vô cùng cẩn thận và mấy cái họa tiết này của nó cũng khá là xinh nữa nha. Và ở đây thì nó thiết kế theo cái kiểu dạng là tay dài qua cả bàn tay của mình luôn, và nó sẽ là kiểu dạng nối lưng rộng ấy, tay áo rộng này nối liền phần thân, thì mặc lên form dáng nó sẽ xinh hơn, trong người mọi người nó sẽ nhỏ nhỏ kiểu mignon hơn. Và ở đây cái phần thân áo ấy, phần đuôi áo thì nó cũng sẽ có cho mọi người một cái dạng dây rút, kiểu mọi người không thích dây rút thì mọi người mặc rộng như này cũng được, hoặc nếu như mọi người muốn rút thì mọi người rút hết cỡ vào như thế này đấy, thì nó sẽ có bo chun ở phần eo, mặc lên thì nó sẽ kiểu năng động cá tính và nó không kém phần trẻ trung nha. Cái em áo này mình đánh giá là phù hợp với cả túi tiền học sinh sinh viên, và cái chất lượng của nó đem lại cực kỳ ok luôn nha, đảm bảo mọi người luôn, không có gì phải chê cả, và mình chấm điểm 10/10 nha. Đến với cả sản phẩm tiếp theo thì là một cái em chân váy theo kiểu dạng peppy, phong cách peppy, chỉ có một màu nâu và nó cũng sẽ có 5 size cho mọi người chọn nha. Em về này đâu đấy cũng tầm khoảng hơn 100.000 một chút xíu thôi, và mình thấy chất lượng của nó cực kỳ ok luôn. Chất vải này được một cái là nó không hề nhăn luôn nha mọi người, trông nó rất là phẳng phiu luôn. Cái độ đường form thì cũng rơi vào tầm khoảng 80% thôi, nó không quá đường form đâu, nhưng mà mình nghĩ nó cũng tương đối rồi ý. Và ở đây thì nó sẽ thiết kế theo kiểu dạng bo chun ý mọi người, cho nên là mình nghĩ mọi người nên đặt size thì mọi người đặt size fit với cả thân hình body của mọi người nhất, tại vì đây là kiểu bo chun rồi cho nên mọi người có thể mặc rộng thoải mái ý. Chiều dài của nó thì mình cao 1m68 và nặng 56 cân, mặc nó chớm mắt cá chân thôi, nó không qua mắt cá chân đâu, cho nên là mình nghĩ là mọi người đặt size vừa với mọi người thì nên là sẽ đẹp. Và đặc biệt cái điều mình thích nhất ở em váy này mọi người biết sao không? Tại vì ở cái phần đuôi nhá, rơi vào tầm khoảng 5 phân, nó thừa ra bên trong là lớp lót và nó sẽ thừa một cái phần vải ra, cộng với thêm vào đấy là mấy cái đường may nó run run như thế này này, trông nó rất là đẹp. Trong bộ váy của mọi người nó sẽ kiểu mềm mại và nó có phần điệu hơn nữa. Mình cũng chấm điểm cái em váy này 10/10, không có gì để chê cả. Cũng là để đáp ứng cái tiêu chí của mùa đông năm nay, mình đã đặt lên một em áo khoác cardigan có mấy cái đường khuy ở đằng trước. Ồ. Em áo này mọi người biết không, 123.000 thì phải, chưa đến 150.000 đâu. Và được một cái em áo với cái chất vải len vô cùng dày dặn và đứng form như thế này, mình nói thật luôn ý. Cái em áo này năm ngoái mình đã mua rồi nha, mình mua màu nâu và mình mặc đi học thì có rất nhiều bạn hỏi mình, và thậm chí là bạn của mình cũng đã mua về và mặc. Thì mình thấy đúng là tiền nào của đấy, không, thậm chí là nó còn rẻ hơn giá tiền rất là nhiều. Được một cái em áo, từ form áo cho đến chất lượng của sản phẩm đều rất là ok nha. Em này thì nó có 5 màu khác nhau và nó sẽ có 3 size cho người tha hồ chọn nữa. Mình chọn đây là màu xám và hình như ở đây là size L thì phải. Đấy, nói chung thì cái em áo này thì nó sẽ kiểu kết hợp bằng hai kiểu. Một là mọi người vẫn có thể mặc áo khoác, hai là mọi người có thể mặc áo kiểu theo kiểu dạng áo cardigan crop top ý. Mặc lên thì nó cực kỳ tôn dáng luôn. Mình đã nói mọi người rồi, với những cái em áo mà thiết kế tay thụng ý và nó còn bo chun nữa thì nó sẽ làm cho thân hình của mọi người nó bé hơn, trông nó sẽ điệu hơn. Và đây thì mình thấy một cái em áo nó quá là cute cho nên là mình đã phải mua về đây. Em áo này rơi đâu đấy tầm khoảng 90.000 thì phải. Đây nha. Trời ơi. Em áo này thì có giá là 90k thôi và nó sẽ có một màu trắng như thế này với những cái em họa tiết mèo mèo các thứ. Thật ra là mình không thích mèo đâu, nhưng mà mình thấy cái em áo này có những cái họa tiết khá là xinh cho nên là mình vẫn miễn cưỡng đặt về đây. Thật ra là chất vải cũng không có gì đặc biệt, chất vải này thì mình không đánh giá quá cao, nhưng mà ngược lại được cái form áo cũng xinh, cũng không hẳn là crop top, nó kiểu dạng baby tee, và thêm vào đấy là những cái họa tiết
in hình các thứ này đều rất là cute, cho nên là mình sẽ chấm điểm em này rơi vào tầm khoảng 8 điểm trên 10 thôi, tầm đấy. Tại vì giá thành của nó cũng khá là rẻ. Nhưng cái em áo như thế này, theo như hình ý thì người ta sẽ bộ rúm rúm là như thế này, mặc lên trông nó rất là cá tính nhưng vẫn có cái gì đấy nó kiểu dễ thương ấy. Và cái em áo này cũng rất dễ là phố đồ thôi, mặc với kiểu nào cũng được, mặc với quần bò, chân váy các thứ thì rất là ok. Mọi người nên tham khảo nha. Theo sẽ là một cái em áo cúp ngực với những cái họa tiết nó cổ điển. Thật ra là mình cũng tò mò thôi ấy, tại vì mình thấy người ta bảo có 50.000 cho nên là mình đã thử mua về đây xem như thế nào. Thì mình nhận về đây thì mình thứ nhất là về cái phần họa tiết thì mình không có gì phải chê cả. Họa tiết này y hình luôn nha mọi người. Đường kim mũ chỉ các thứ được nó được may vô cùng cẩn thận. Tội là ở cái form áo của nó ấy thì mình thấy nó cũng không đẹp cho lắm đâu. Cái form áo này thì nó vẫn sẽ tôn xương quai xanh các thứ, tại vì nó là áo cúp ngực nhưng mà nó sẽ không tôn vào ngực của mọi người đâu. Cho nên là mọi người nếu mà muốn mặc ấy thì mọi người nên mua những cái em áo quay nâng vòng một lên thì mặc lên nó sẽ phù hợp hơn. Em này thì 50.000 nhưng mà nó là có khóa nha mọi người, không phải dạng chun đâu. Nó sẽ có khóa ở bên này cho mọi người để mọi người kéo lên kéo xuống, nhưng mà cái khóa này thì nó cũng đều thôi, nói chung là tiền nào của đấy ấy. Nói chung thì em áo này mình sẽ chấm điểm tổng khoảng 6,5 trên 10 thôi. Nói chung là nếu như mọi người muốn mặc theo cái kiểu dạng chơi chơi ấy, mặc một buổi chụp hình cà phê các thứ thì mình thấy nó cũng khá là ok, nhưng mà nếu như mọi người muốn mặc dài dài thì mình nghĩ đây không phải là lựa chọn đúng đắn đâu nha. Đây là một cái em áo mình cực kỳ mong đợi ấy, tại vì cái kiểu dáng của nó thì mình chưa thấy bao giờ, cho nên là mình đã quyết định mua về đây. Đây thì là một cái em áo theo tên gọi của nó là gì? Bất đối xứng à. Đây nó sẽ kiểu như thế này. Đó, nó sẽ chéo chéo như thế này thôi. Em áo này thì nó cũng rơi vào tổng khoảng 100.000, 90.000 thì phải. Nói chung là giá thành của nó cũng khá là rẻ. Chất vải của nó thì không quá dày, không quá mỏng. Nói chung là mọi người nên mặc bên trong những cái em áo áo nội y, màu da các thứ thì nó tránh bị phản cảm nha. Ở đây mình thấy form áo thì nó cũng khá là ok, nó sẽ tôn dáng cho mọi người, đặc biệt là cái phần bèo nhún này cực kỳ đáng yêu luôn. Nói chung là với giá tiền rẻ như vậy và được một cái chất lượng áo như này thì mình thấy cũng khá là ok rồi, không có gì phải chê cả. Nói chung thì cái em áo này thì mọi người nên mặc đi cà phê các thứ, nó sẽ cà phê chụp hình thì nó sẽ phù hợp hơn là mọi người mặc đi học và đi làm nha. Quần áo đi chơi đủ rồi thì bây giờ mình sẽ unboxing cho mọi người, review cho mọi người một cái em quần ống rộng. Em quần này thì với giá là 180.000 thì mình đánh giá ở đây là nó hơi đắt so với phần chất lượng. Cái form ống của nó ấy thì mình không có gì phải chê cả. Ở đây thì mình vừa unboxing cho nên là mình chưa là. Còn khi mà mình mặc thử lên đây thì mình đã là rồi, thì trông form nó cũng khá là ok. Nhưng mà riêng cái phần cặp quần ý không thích cho lắm. Đây nha, cái phần cặp quần thì nó không đúng form mà nó cứ trông nó cứ ọp ào ẹp ấy. Thật ra là cái cặp quần này thì mọi người lúc mọi người mặc vào trong vòng 2 ý, thì nó sẽ ôm vào vòng 2 của mọi người, cho nên thì nhìn nó sẽ đứng form. Nhưng mà nếu như mọi người cầm ở ngoài này thì trông nó không được đẹp mắt cho lắm, nhưng mà mặc lên thì nó rất là ok nha. Và dài như thế này để thoải mái cho mọi người năng động chạy nhảy cả ngày để không bị khó chịu ý. Và cái phần chất vải của nó thì cũng là kiểu chất vải giống như mấy cái em quần đông xuân bình thường ấy, quần đông xuân là mọi người mặc đi học các thứ ấy. Và mình chấm điểm cái em áo này 8,5/10 nha. Hai cái em áo cardigan ở đây để cho mọi người chọn. Hai cái em áo này thì giá thành của nó cũng khá là rẻ thôi, phù hợp với cả túi tiền của sinh viên. Đầu tiên thì mình sẽ unboxing cho mọi người trước cái em áo cardigan màu trắng này nha. Đây là kiểu sơ mi, không phải áo cardigan đâu. Em áo đẹp phết nha, đây là kiểu dạng sơ mi voan nhưng mà nó theo cái kiểu dạng crop top ấy, mặc lên thì nó cực kỳ đẹp và tôn dáng luôn. Cái tay áo của mọi người thấy không, nó rất là rộng, mặc lên mình đã bảo rồi, trông dáng người của mọi người sẽ vô cùng thướt tha và trông nó sẽ nhỏ hơn ý. Ở đây thì nó sẽ có 4 size cho mọi người tha hồ chọn. Cái chất vải của nó ấy thì hoàn toàn là chất vải sơ mi và nó còn có thêm mấy cái họa tiết kẻ sọc như này này. Đấy, trông cái áo của mọi người nó sẽ điệu hơn và đẹp hơn. Đây nha. Ở đây thì cái phần cổ áo của nó thì cũng ok rồi mọi người, cũng đúng form ấy, nó không quá là ọp ẹp đâu. Quy cài các thứ này, đường kim mũ chỉ của nó được may vô cùng cẩn thận nữa, khá là đặc biệt đây, tại vì nó có thêm hai cái dây buộc ở đằng sau eo ấy. Đây, mặc lên thì nó sẽ như thế này. Trong cái áo này của mọi người mặc lên thì trông nó sẽ có điểm nhấn hơn. Nói chung thì với giá thành rẻ như vậy và được một cái em áo sơ mi voan dáng crop top đẹp như thế này thì mình không có gì phải chê cả. Và cái em áo này mình chấm điểm 100/10 nha. Thật ra là mặc đi học các thứ đều rất là ok nha. Nó sẽ có hai cái dây ở đằng trước ngực như thế này để cho mọi người buộc dây vào, mặc lên thì nó sẽ lịch sự hơn và nó cũng có cái phần điệu của nó nữa. Đây là kiểu chất vải đan đan nhưng mấy cái họa tiết hở như thế này, trong cái áo này thì nó sẽ điệu hơn mà trông nó cũng sẽ mát hơn nữa ý, mọi người. Bên cạnh là form khá là đẹp thì mình thấy ở đây chất vải của nó thì hơi bị thô và cứng một chút, nhưng mà nói chung thì giá thành như vậy thôi mọi người, giá quá rẻ ấy, thì mình thấy cái em áo này cũng khá là ok rồi. Và hình như nó cũng có hai màu khác nhau cho mọi người tha hồ chọn nữa, và nó chỉ có một size duy nhất thôi nha. Để mà so sánh với cái em áo sơ mi trước ấy thì mình vẫn thích cái em áo sơ mi trước hơn, nhưng mà em áo này thì nó cũng có một cái kiểu cái điểm nhấn riêng, có một cái kiểu dáng riêng, cho nên là mình thấy cũng đáng để nên mua. Và cái em áo này thì mình chấm điểm 8/10 nha.
Từ nãy đến giờ thì mình phần unboxing cho mọi người áo thì quần các thứ, và bây giờ thì mình sẽ mua ở đây một chiếc đầm đen ở đây nha. Đây là chất vải hơi pha ni lông rồi cho nên là mặc lên nó sẽ bị nóng ấy, nhưng mà được cái thì mình thấy form váy cũng khá là xinh, kiểu nó bị cute ấy nè, kiểu công chúa cute một chút, tại vì ở cái phần đuôi này của nó có một cái độ bồng bồng, xong rồi nó còn bo chun vào nữa đấy, thì mặc lên nó cũng khá là xinh. Thật ra thì hồi trước ấy mấy cái em váy rồi các thứ của cái shop này thì nó không có cái lớp lót bên trong, nhưng mà bây giờ thì em váy này đã có một cái lớp lót bên trong rồi nha. Đây em nó cũng sẽ có khóa cài các thứ, và nó sẽ có năm size cho người tha hồ chọn nữa. Cái kiểu dạng bục nơ mắt chéo ở cổ như này này, đây là hình ảnh sau khi mình đã mặc lên, thì mình đánh giá là cái em váy này cũng form váy các thứ cũng khá là ok. Đây mọi người thấy không, chất vải nó không quá là dày dặn đâu, và đây thì nó cũng sẽ có một cái độ bo chun nữa, cho nên là mình nghĩ mọi người nên đặt size để fit với cả người của mọi người nhất, đừng đặt size quá rộng nha. Có cho mọi người hai cái em áo sơ mi, nhưng cũng chỉ đơn to với tầm khoảng 90 cho đến 100 nghìn thôi, nó quá là đẹp ấy. Chất vải sơ mi mặc lên nó rất là mát. Ở đây thì mình cực kỳ thích cái phần tay bồng của nó. Em áo này thì mình đánh giá là với giá tiền như vậy, với được một cái áo như thế này thì mình thấy không quá rẻ và nó không quá đắt. Chất vải này thì không phải là chất vải sơ mi nha. Chất vải này nó mình cũng chẳng biết nói như nào, nhưng mà chất vải sơ mi thì nó sẽ đứng form và nó sẽ dày hơn. Em này thì nó có phần mỏng hơn mọi người. Nhưng mà được cái ở đây thì cái phần cổ áo của nó thì cũng khá là đứng form rồi. Cái phần tay áo thì nó khâu cho mọi người khâu gấu lên tầm khoảng 2 phân như thế này, để trông cái áo nó sẽ có phần điệu hơn, trông nó sẽ có điểm nhấn hơn. Nói chung thì cái em áo này mặc một cái mùa này cũng khá là ok rồi. Mọi người mặc đi học đi làm các thứ đều rất là lịch sự. Mình chấm điểm cái em áo này cùng tổng khoảng 8 trên 10 nha. Sau thì sẽ là một cái em áo tanh tóc màu hồng với giá 90.000 thôi. Em này thì sẽ có 4 size cho người tha hộ chọn nữa. Nói chung thì mấy cái em áo như thế này mặc lên thì nó vô cùng tôn dáng luôn. Nó sẽ tôn cho mọi người những cái gì mọi người muốn tôn. Đấy. Và em áo này thì nó chỉ có một màu duy nhất là màu hồng như thế này. Và nó sẽ có 4 size cho người tha hộ chọn ở đây nữa. Nói chung thì mình nghĩ mọi người nên đặt size đó phù hợp với cả dáng người của mọi người nhất, để mặc lên nó sẽ tôn dáng nha. Và với những đơn hàng cuối cùng thì đều là những cái đơn hàng phụ kiện các thứ ý. Đầu tiên thì sẽ là một cái em kính mắt mèo. Mình nhớ ở đây là mình mua một cái em kính mắt mèo. Ở đây được cái là kính rẻ có 20-30 nghìn thôi, nhưng người ta vẫn cho mình một cái hộp đựng kính trông khá là lịch sự. Ui, có khăn lau kính luôn nha. Trông gọi là giống cô giáo, giống cô thư ký á. Mình mua một cái em túi đựng mỹ phẩm này để mình đựng đồ các thứ ấy, cho nó gọn gàng. Tại vì với cả giá thành của nó khá là rẻ, có 20 nghìn à, tầm đấy thôi, và mình đang mua về ở đây. Đây nha. Đầu vít thì mình đã nói ở trong video ngày hôm nay, thì mình cũng có để cho mọi người một cái voucher giảm giá lên tới 90%. Mọi người chỉ cần lên Shopee, mọi người gõ ở Lovito link P thì nó sẽ hiện ra cho mọi người cái dòng, mọi người ấn vào đấy thì mọi người sẽ có những cái voucher để mọi người thêm vào giỏ hàng, mọi người áp vào cái mã của mọi người. Và mọi người lưu ý này là cái voucher này chỉ có hạn từ ngày 1 tháng 11 cho đến 30 tháng 11 thôi, cho nên mọi người nhanh tay mua sắm nha. Và video của mình đây là kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã xem video.